Mình là mình rất không đồng ý anh em ạ. Điện thoại mình hết pin, bây giờ mình sẽ đừng cắm sạc. Đấy. Tạm thời cắm sạc anh em nhé. Thư ơi, đây là cái gối màu đỏ nha anh em, cái gối màu đỏ đó. Mèo. Rất là khinh người, thật sự rất là khinh người. Có lẽ mình sẽ nhìn nặng cái mụn này đi, sợ nó thâm á. Không có chút đói này. Tại trưa mình ăn có mỗi bát cơm. Đây rồi anh em ơi, chủ nhân của nó ra rồi. Bây giờ mình sẽ kêu chủ nhân nó gọi nó xem nó có nghe không nhá. Nào Thư, mày gọi cái con cứt chó ngoài kia vào đây xem nào, xem nó có nghe không. Đấy, đằng sau xe ấy. Gọi xem nó có nghe không. Nó chửi mèo ngu rồi. Anh em thấy chưa, nó không thèm nghe luôn. Anh em ơi, thì mình nãy mình gọi đã nó có không nghe, bây giờ nó gọi cũng không nghe luôn. À, đây rồi, con lợn đây rồi. Đấy, đây rồi, xem nào. Con này phải thịt anh em ơi, con này là không được anh em ạ. Rất là đẹp anh em nhé. Anh em ạ, thì vừa mình ấn nhầm cái tắt mất tiêu anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại bù lại 1 phút nha anh em. Ơi sợ ơi. Mình lại uống sữa tiếp. Rất ngon anh em ạ. Có lẽ bây giờ mình sẽ nên mình pha gói mì tôm mình ăn. Đi theo mình. Tèn 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 tèn. Đi. Anh em đi theo mình nhé. Tên 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 tên.